Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái giải pháp, tức là giải nhiệt mùa hè. Bởi vì là có những cái xe tải đấy, hoặc là có những cái điều hòa nó yếu ấy, mình cần phải lượng gió rất là nhiều để nó giải được cái nhiệt ở trong xe. Thì đây mình có một cái quạt này. Quạt là rất nhỏ, rất gọn. Đấy, nhưng mà chúng ta có thể là để trong xe thì nó tạo được cái nhiều gió hơn, là nó mát hơn. Rất tiện lợi nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cực kỳ tiện lợi luôn. Đây các bạn nhìn này. Rất tiện lợi nhá. Mà cái này nó lại là cắm vào tẩu thuốc lá luôn này. Đây là hầu như xe nào nó cũng có cái tẩu thuốc lá để mình cắm vào. Và mình bật công tắc thôi. Tại sao tôi lại bảo là cái giải pháp để hạ nhiệt mùa hè nó là như vậy? Có một cái quạt nhỏ nhỏ này nó hỗ trợ gió cho mình rất là tốt. Mình có thể đặt một cái vị trí nào đấy, nó quay thẳng vào người mình được để nó tạo ra cái luồng gió cho mình nó mát hơn. Ví dụ nhiều khi là cái hướng của quạt gió điều hòa nó yếu, nó không thổi thẳng vào người được, thì có cái này nó rất là hay. Đây tôi sẽ thử luôn cho các bạn xem sức gió nó chạy như nào. Xem cái này là 12V hay 24V, bởi vì 12, 24 thì cũng có. Đấy, ôi giời. Đây này, gió bay cả tóc này. Mà rõ ràng ngồi rất là xa nhá. Không, cũng bay tóc đấy. Anh thấy bay tóc đấy, tóc anh ngắn này mà nó còn bay này. Nhìn chưa? Nhưng mà đây mới là một cái quạt đơn thôi nhá. Đây là quạt đơn. Đấy, quạt đôi thì tính sao? Quạt đôi chắc chắn nhiều gió hơn. Mà cái này nó rất hay, nó có cả các cái miếng dán này, dán hai mặt. Cái giải pháp mùa hè của mình phải nói là hay đấy. Giải pháp nên là giải pháp hạ nhiệt. Quạt này khéo lại còn trao cái chứ này. Hình như nó này là thành quạt trao nó thì bố mẹ. À, không trao thì chắc phải có motor nó mới trao được. À, quạt đôi này mà chạy thì chắc là sẽ nhiều gió hơn nhiều. Nhưng con này xả điện 24, con này điện bao nhiêu nhỉ? 24V thì nó chạy nó yếu thôi. Ở đây. Ô, con này nó còn có cả số nhá. Đấy. Ui. Con này 24. Đấy, phía phía được. Ui, mát phết. Nhưng mà con này nó điện 24, nếu mà đúng quạt 12 nó gió mạnh lắm. Mát phết. Hay đấy. Tôi vừa chia sẻ một cái kinh nghiệm giải pháp hạ nhiệt mùa hè cho các anh em. Quạt đơn, quạt đôi cho tất cả các loại xe, nhưng mà chủ yếu là tôi nghĩ là dành cho xe tải hoặc là xe con ấy, hoặc là cái xe 6 chỗ mà cái loại mà đời cũ mà nó không có dàn đằng sau ấy, thì có cái này nó tản nhiệt rất là hay, mà giải pháp là cho những cái người ngồi đằng sau là rất là tiện đấy, chứ không phải không đâu. Bởi vì là nhiều khi là cái xe mà có một dàn 6 chỗ 7 chỗ ấy, như loại lăng đời cũ ấy, là nó có đúng một dàn đằng trước đây. Người ngồi đằng sau gần như là cũng không có điều hòa mấy đâu, nóng lắm. Có cái này là rất hay. Cảm ơn anh em. Em đã xem video của tôi. Anh em có thể tham gia nhóm Facebook Thợ Sửa Chữa Ô Tô của tôi. Tôi đã để link ở trong phần mô tả. Trong nhóm anh em có thể trao đổi kinh nghiệm sửa chữa ô tô hoặc kinh nghiệm chọn phụ tùng. Nếu muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi. Tôi sẽ ra các video hướng dẫn sửa chữa hàng ngày.